Rồi. Cái gì vậy làm vậy? Sang chủ đề 3. Chủ đề 3 là cái gì? Đi chợ. Rồi, qua bài 1 học phần gì đây? Dê, đê, đê. Rồi, đây là đờ viết hoa. À, giờ viết hoa, giờ viết thường. Còn chữ này? Đờ. Đờ viết hoa và đờ viết viết thường. Chưa? Yeah. Đờ viết hoa, đờ viết. Giờ viết hoa, giờ viết. Rồi, chữ này cái gì? Đọc. Giờ. Giờ. Ê, dế. Đờ, đờ, ô, đỏ. Rồi. Dế. Đỏ. Đờ. Cái gì? Dờ, dế, đờ, đỏ. Rồi, con gì? Dế. Sai. Không. Rồi đọc. Dế. Dế. Thật dế. Đê. Đọc đọc. Bờ đê. Này. Cô có. Cô có đỏ, đỏ. Rồi. Nhìn hình đoán chữ. Đây là cây gì? Cây đàn. Cây đàn. Còn đây là cái gì? Đầm. 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 Này. Diều. À, con diều. Chữ gì? Ê. À, y viết hoa. Ơi. Y ngắn y dài. Ơi ngắn. Rồi chữ này. Ca. Ca. Rồi ok. Tiếp tục. Ơi. B. Y. B. Đúng rồi. Tiếp tục. Ca. Ca. Ơ. Kệ. Cái kệ. Đây, đây là những cái kệ hàng. Cái kệ người ta trưng bày hàng hóa thì gọi là cái kệ nè. Đó. Rồi, đây là cái gì? Bi. À, bi, đây là viên bi. Rồi đây là cái gì? Kệ. À, cái kệ này dùng để đựng sách lên trên này. Hay đựng bút nè. Rồi. Rồi đã, viết, viết chữ gì đây? Y. Bi. Ca. Kệ. Rồi, đây. Ai đây? Dì. Dì có nghĩa là em của mẹ đó. Em của mẹ hay là chị của mẹ thì gọi là dì. Rồi, đây là hạt gì? Nhìn chữ đâu? Kê. 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 À, đây là hạt kê. Hạt kê. Rồi, trái gì đây? Bí. À, bí đỏ nhìn ngon quá giả đà. Bí đỏ. Rồi, đây là cái gì? Ví. Da. À, ví da. Ở trên trên đập. Rồi. Đây là cái ví da, ví da để đựng đựng tiền hay là đựng thẻ ATM gì đấy. Rồi, đọc. Gì có bí đỏ. Rồi. Rồi, đây là cây gì? Cây bút chì. Bút chì. Đây là cây gì? Đây bánh là... mì. Đây là kéo. Cái kéo. 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 Vậy thì cái nào có vần ca? Vần ca là cái kéo, đúng chưa? Còn vần y là gì? Bút chì. Hay là gì? Đúng. Bánh mì, mì. Không giống như mắt của con này mẹ. Bài mấy đây? Ba. Bài ba. Chữ gì? Lơ. Lơ. Hơ. Hờ. À, đây là hờ viết hoa, đây là hờ viết thường. Đây là L viết. Rồi. Hoa. Chữ L nó sẽ có trong những từ chữ những tiếng nào đây? Đọc. L. L. A. Lá. 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 Rồi bên này. H. H. E. Hẹp. Hả? Hẹp. Hẹ. Hẹ. H E he nặng hẹ hẹ. Hẹ phải hẹp hả? Hẹ rồi. Đây là cái gì đây? Lá. À lá. Còn đây. Lá trên cây nó bay được luôn à. Rồi chữ này. Hè. Hả? Chữ này. Hè. Hè.
lá hẹ đó. Bạn nào ho thì chúng ta sẽ chưng hẹ với đường phèn, hoặc là chúng ta luộc hẹ với giá rồi chúng ta ăn nó đỡ ho. Rồi chữ, rồi viết chữ gì đây? L. Rồi chữ gì? Hẹ. Rồi sang trang bên đây. Đây gọi là cái gì đây? Lọ. Nhìn chữ chúng ta có thể xem tranh. Lọ. Đây gì? Lê. À, quả lê. Hồ. Hồ. Lê le. Con le le. Rồi. Hai con nói là con le le đang trong á. Đọc. Rồi đọc. Gì có hẹp. Gì có hẹ và le. Rồi. Mấy bạn này đang hát đúng không? Khi mình hát thì sẽ có chữ gì đây? Là, lá, la. Là, lá, la. Hà, há, ha. Cái chữ này là tên của con đấy đúng không? Tên con hà, tên gì? Hà, há, ha. Sang bài 4. Bài 4, chữ gì đây? Chờ. Chờ. Cờ. Cờ. Rồi, đọc. Chờ. Chờ. Chợ. 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 Chữ này. Khờ. Khờ. Ơ. Khờ. Rồi đây là cái gì? Chợ. À, chợ là bán rất là nhiều đồ ăn đúng không? Con thấy có trái cây, có nhầm nhầm cái đó. Rồi trái này trái gì? Khế. À, trái khế tiếng Anh đọc là gì? Tiếng Anh đọc là gì? Star food. Đúng không? Rồi, rồi giờ viết chữ gì đây? Chợ. Chợ. Khờ. Rồi, rồi nhìn, đọc tiếp. Món gì đây? Dạ. Rồi, đây là món gì? Chả cá. Rồi, món gì? Cá kho. À, cá kho này nó đã chín chưa? À, đây là cá kho khế nè. Rồi, món cá khô. À, cá khô này ăn được chưa? Cá này nó khô. Cá khô thì mình phải chiên lên mình mới ăn được. Rồi, đây là trái gì? Rồi, trái gì đây? Chà là. Rồi. Bà cho bé khế và chà là. Chà là. Chà là. Rồi con nhìn đây, đây là cuộn gì? Cuộn chỉ. Cuộn chỉ cái. Là chờ y chi hỏi chỉ, cuộn chỉ. Có thể. Còn đây là cái gì? Cây chổi. À, chổi, chờ ôi chơi hỏi chổi, chổi nó có trong chữ chờ. Rồi đây là gì? Cái khuôn làm bánh trung thu ấy là khờ uông khuôn, khuôn. Cái khuôn làm bánh trung thu ha. Rồi, chữ giờ nó có trong từ gì đây? Lèo. Rồi, nghe, rồi chữ gì? Diều. Giờ nó có trong chữ diều. Diều. Rồi chữ này? Đàn. À, đờ trong đàn. Đây, y. Bí đỏ. Bí đỏ. Ca. Kệ. Kệ. L. Lá. Lá. Hờ. Huệ. Huệ. Này. Chó. Này. Khăn. Khăn. Rồi bắt đầu ghép vào ghép từ. Giờ ghép với A đọc là giờ A da. Rồi tiếp tục. Giờ với A là. Rồi cái này đọc là gì? Giờ. Giờ A da. Giờ O da. Giờ E da. Giờ E da. Giờ Y da. Rồi đọc thành tiếng thôi. Đa. Đa. Đo. Đô. Đê. Đê. Đi. Ừ, đi. Rồi, ca thì chỉ ghép được với e thôi. Ca e. Ghe. Ke. 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 Ki. Ừ. Rồi l a la. 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 Lo. Lơ. Lô. Lê. Lê. Ly. Rồi hờ. A ha. 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 Ho. Ha.
Rồi. Chờ a à, cha, cha. Cha, cho. Chô. Che. Che. Chi. Chi. Rồi. Khờ a à, kha. Kha, khò, khô. Khê. Khư. Khi. Rồi. Đó là những chữ mà không có dấu. Bây giờ thêm dấu nè. L a la huyện la. Là là l a la sắc lá lá l a la, la nặng lạ 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 chữ dấu hỏi đọc nặng hơn dấu ngã lạ 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 hờ ôi hô huyện hồ hồ hố hố hộ hộ hổ 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 dấu hỏi có nghĩa là hổ, con hổ. Còn dấu ngã giống như là hỗ trợ lũ lụt vậy đó. Rồi chữ này là rồi gì? Chợ ở cơ huyện cờ đường đê bờ đê bờ đê chợ ở kề bờ đê chợ kề bờ đê chợ có mẹ có hẹ có hẹ đường hờ mời chứ chữ gì à, nhìn em gọi nó chữ mẹ rồi chữ gì khế lê đọc lại chợ ở kề kề bờ đê chợ có hẹ khế lê 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 và... rồi hai chữ này là gì đi chợ ừ đi chợ rồi bé và chị đi chợ ừ bức tranh thứ nhất là ta mua gì chị nhỉ không có nói rồi chị và bé đi chợ à hai chị em đi chợ thì cái cậu em này mới hỏi cái gì chung ta ta mua gì đây chị nhỉ à ta mua gì chị nhỉ rồi bức tranh thứ hai thì chị nói sao chị đã nghĩ ra à tức là hai chị em này nhặt được cái gì nhặt được ví tiền rồi bức tranh số 3 là nói gì ha dọc chi dưới đây nữa đọc hai chị em nhặt được ví tiền à còn bức tranh thứ ba là nói cái gì dưới này đây chị và bé được nhờ được trả lại tiền cho người đánh rơi rồi cái này mới dùng một cái loa phát thanh lên và nói là ai đánh rơi ai đánh rồi rơi. Bức tranh số 4 là gì chị hai chị em nghĩ bà sẽ vui à nghĩ bà sẽ vui